Còn ngay sau đây có lẽ sẽ là một thông tin tích cực mới nhất liên quan đến dịch Ebola. Bắt đầu từ ngày mai 20 tháng 10 thì Canada sẽ chuyển 800 liều vaccine Ebola thử nghiệm cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Thụy Sĩ. Trong khi đó, mặc cho những bất đồng giữa hai quốc gia, nhưng Cuba vừa tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống Ebola. Những liều vaccine nói trên sẽ được WHO cân nhắc và phân phối hợp lý tới các vùng dịch. Hiện chúng đang được sử dụng cho các thử nghiệm lâm sàng tại Viện Nghiên cứu Quân đội Walter Reed ở Mỹ. Trong khi đó, theo thông tin của một tờ báo ra ngày thứ Bảy, 18 tháng 10 tại Cuba, lãnh tụ Fidel Castro tuyên bố Cuba sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống Ebola. Thông tin này được công bố đúng một ngày sau khi các bác sĩ Cuba và các nhân viên trong quân đội Mỹ đã cùng nhau làm việc tại Tây Phi trong một sứ mệnh quốc tế nhằm kìm hãm sự lây lan của virus nguy hiểm Ebola. Hiện Cuba đang là nước cử nhiều nhân viên y tế nhất tới Tây Phi, bao gồm hơn 160 bác sĩ và y tá ở Sierra Leone và 296 nhân viên y tế khác đang chuẩn bị lên đường tới Liberia và Guinea vào tuần tới. Mỹ cũng đã cử 3.000 kỹ sư quân đội, binh lính và nhân viên y tế tới khu vực đang bị ảnh hưởng bởi Ebola này.